Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Kết quả cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hưng Yên năm 2017. Thư viện tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại. Thôn Trai Trang xã hội hóa 10 tỷ đồng trùng tu ngôi chùa cổ. Nhiều hộ dân thôn Kênh Hạ liên kết trồng hoa ven đường làm đẹp đường làng ngõ xóm. Huyện Phù Cừ vẫn tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường từ những điểm tập kết rác. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự Ai quản lý dịch vụ xăm hình nghệ thuật. Trong mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Lê Đình Kiên, người đưa phố Hiến phát triển thịnh vượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hưng Yên năm 2017 đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm tham gia của 37 tác giả trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hưng Yên năm 2017 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức dành cho tất cả các tác giả chuyên không chuyên trong toàn quốc nhằm tìm kiếm các tác phẩm đặc sắc, tôn vinh, khuyến khích các tác giả nhiếp ảnh sáng tác những tác phẩm mới, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người xứ Nhãn, tạo không khí thi đua phấn đấu sáng tạo nghệ thuật. Với chủ đề du lịch Hưng Yên, các tác phẩm tham dự đều phản ánh vẻ đẹp của đất và con người xứ Nhãn thông qua lăng kính du lịch. Đó là hình ảnh của các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực của người dân vùng quê Văn Hiến Hưng Yên. Ban giám khảo đã xem xét và lựa chọn được 119 tác phẩm trưng bày triển lãm, trong đó có 16 tác phẩm xuất sắc nhất được trao các giải thưởng. Dự kiến lễ trao giải và trưng bày ảnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 này tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vừa qua Thư viện tỉnh đã phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về chủ đề Bí quyết hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại. Diễn giả của buổi nói chuyện là nhà văn Zili, một cây bút thường có những góc nhìn mới về phụ nữ hiện đại. Buổi trò chuyện có sự tham gia của ban nữ công ở các công đoàn cơ sở, đại diện hội phụ nữ ở các xã, phường của thành phố. Sau những bàn luận về công dung ngôn hạnh của phụ nữ Việt Nam xưa và nay là những câu chuyện bình dị đời thường của các chị em được chia sẻ. Đó là những vấn đề chung mà phụ nữ hiện đại hay gặp phải. Diễn giả và các chị em đã có những trao đổi cởi mở về các mối quan hệ trong cuộc sống và công việc hàng ngày của phụ nữ, cách cân bằng cuộc sống, trân trọng bản thân, về vấn đề cho và nhận trong cuộc sống. Qua buổi nói chuyện, mỗi người nghe đều có những cảm nhận riêng, nhưng đều thấy trân trọng hơn niềm hạnh phúc trong những điều bình dị. Chùa Nghĩa Lộ, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, được xây dựng từ cuối thời Hậu Lê, mang nhiều giá trị về kiến trúc nghệ thuật cũng như điêu khắc gỗ dân tộc. Do tác động của thời gian nên di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. Được sự cho phép của ngành chức năng, mới đây nhân dân địa phương đã công đức trùng tu lại ngôi chùa theo lối cổ vốn có. Hơn 300 năm tồn tại, chứng kiến sự phát triển của nhân dân địa phương, chùa Nghĩa Lộ thôn Trai Trang còn là nơi ghi nhận nhiều sự kiện lịch sử của nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Cũng tại cụm di tích, giặc Pháp đã giết hại dã man 17 nghĩa binh bãi sậy và 60 dân thường của thôn Trai Trang. Năm 2001, chùa Nghĩa Lộ đã được Bộ Văn hóa ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật. Trước sự xuống cấp nghiêm trọng của ngôi chùa, mới đây chính quyền và nhân dân địa phương đã xin phép các ngành chức năng để hạ giải, trùng tu lại di tích. Sau hơn 4 tháng thi công, di tích đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính bằng gỗ. Trong quá trình thi công, địa phương đã tuân thủ nghiêm ngặt theo thiết kế đã phê duyệt cũng như thực hiện đúng theo luật di sản văn hóa. Kinh phí trùng tu tôn tạo được nhân dân trong thôn phát tâm công đức được 10 tỷ đồng. Tiếp theo là chùm tin nhắn phản ánh tại các địa phương. Do đặc thù là nơi kinh doanh buôn bán phát triển, địa bàn có nhiều công nhân lao động cư trú, tình hình an ninh trật tự khu phố mới xã Dị Sử có nhiều phức tạp. Trước thực trạng này, xã Dị Sử đã thành lập tổ tự quản với 5 thành viên thường trực, có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra canh gác nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động tham gia tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, tích cực vận động công dân thực hiện tốt các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, gần 30 hộ dân ở thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, sống dọc tỉnh lộ 204 đã liên kết với nhau tự nguyện dọn sạch cây cỏ dại ở ven đường để làm đất,
và góp tiền mua trồng các loại hoa như hoa mười giờ, hoa sam, hoa màu gà để làm đẹp đường làng ngõ xóm. Vào những lúc rảnh rỗi, các gia đình lại cùng nhau làm cỏ, tưới hoa và trồng bổ sung các loại hoa mới. Từ khi trồng hoa ở ven đường đã hạn chế được tình trạng đổ rác thải bừa bãi ra ven đường tỉnh lộ ở thôn Kênh Hạ, góp phần đảm bảo môi trường, đồng thời gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đây là việc làm rất cần được khuyến khích và nhân rộng ra các địa phương khác. Phù Cừ hiện có 37 điểm tập kết rác thải và 15 điểm chôn lấp rác thải được quy hoạch tại 14 xã thị trấn. Mặc dù đã có điểm quy định để tập kết rác thải, nhưng tại nhiều nơi vẫn có những bãi rác tự mọc lên tràn cả ra đường như tại xã Đình Cao. Một số nơi còn tái diễn tình trạng người dân vứt rác ngập lối vào, còn bên trong điểm tập kết lại không có rác như tại xã Tống Phan, xã Phan Xào Nam. Một số hộ dân còn tự ý đốt rác thải sinh hoạt ngay cạnh đường quốc lộ như tại xã Đoàn Đào. Dù tình trạng này diễn ra đã lâu, gây mất mỹ quan, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm ô nhiễm bầu không khí và ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý. Chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Phù Cừ cần sớm có biện pháp để cải thiện môi trường cũng như cảnh quan địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tạp chí văn hóa gần đây, chúng tôi đã phản ánh về trào lưu xăm hình nghệ thuật trong giới trẻ và những hệ lụy. Những cửa hàng xăm hình nghệ thuật được mở ra ở khắp nơi, thế nhưng theo tìm hiểu của phóng viên thì hầu hết những cửa hàng này đều hoạt động tự phát mà không có bất cứ một giấy phép nào. Vậy ai quản lý dịch vụ xăm hình nghệ thuật? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Anh Nguyễn Văn Duy ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã mở cửa hàng xăm hình nghệ thuật được gần 2 năm nay. Tuy nhiên, khi được hỏi về đơn vị nào cấp phép hoạt động và quản lý cửa hàng của mình thì anh Duy lại không hay biết. Mình cũng chưa rõ tại vì mình mới mở nên là cũng chưa thấy ai hỏi han gì về vấn đề là chắc không cần đến cấp phép thì đây gọi là chỉ trào lưu mình mở thôi. Giống như anh Duy, anh Hưng, một chủ tiệm xăm nghệ thuật khác cũng không hề biết đơn vị nào quản lý loại hình dịch vụ mà mình đang làm. Cửa hàng xăm hình của anh hoạt động từ năm 2015 đến nay, chưa thấy ai đến kiểm tra hay nhắc nhở về đảm bảo an toàn khi xăm hình. Hầu như là không xin phép vậy, là tự phát mình xăm dụng mình đam mê, mình xăm dụng của người xăm, anh em người ta thích, người ta giới thiệu đến thì mình xăm, không thấy đâu quản lý phải. Trên địa bàn tỉnh có hàng chục cửa hàng làm dịch vụ xăm hình, song tất cả đều không xin phép và không biết xin phép ở đâu, đều làm tự phát. Vậy ai quản lý dịch vụ liên quan đến cơ thể con người này? Nhóm phóng viên đã tìm được câu trả lời ở Sở Y tế Hưng Yên. Ông Trần Văn Khuyến, trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân cho biết, Điều 37 trong Nghị định 109 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh có quy định. Các dịch vụ xăm, phun, thêu trên da không cần có giấy phép hoạt động nhưng phải có thông báo đến cơ sở y tế mới được hành nghề. Còn người thực hiện xăm trên cơ thể người phải có chứng chỉ đã qua đào tạo. Quy định đã có, thế nhưng trên thực tế, việc quản lý loại hình này lại không đơn giản. Từ lúc Nghị định 109 có hiệu lực đến giờ thì chưa có một cá nhân, tổ chức nào đến xin để cấp phép, xin công bố để hoạt động. Do chưa quản lý được, cho nên công tác thanh tra, kiểm tra các cửa hàng làm dịch vụ xăm hình của cơ sở y tế bị buông lỏng. Chưa có cơ quan nào thẩm định về dụng cụ xăm có đảm bảo hay không, chất lượng của các loại màu xăm khi tác dụng lên cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào. Trong khi đó, dịch vụ xăm hình nghệ thuật này ngày càng nở rộ mà không được kiểm soát. Trong nghị định thì không yêu cầu giấy phép hoạt động và cũng không yêu cầu là cái chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Thế cho nên là cái vấn đề xử lý hành chính là nó tương đối khó. Đấy. Thế thì để xử lý được những cơ sở này ấy, thì là tiến tới thì là các ngành, các cấp ấy, phải đề nghị chính phủ sửa đổi cái nghị định 176 cho nó phù hợp. Sở dĩ cần phải siết chặt quản lý dịch vụ xăm hình nghệ thuật bởi nó có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người xăm. Về lý thuyết, nếu các dụng cụ xăm không được vô khuẩn hoặc dùng đi dùng lại, thợ xăm sử dụng những loại mực xăm không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ dẫn đến một số bệnh nguy hiểm. Khi mà xăm thì thường là nó để lại những cái biến chứng. Thì ví dụ như là tại chỗ thì là tại cái chỗ xăm đấy có thể là nóng rát đỏ, thế và phồng rộp. Thế và nếu mà xăm mà cái dụng cụ mà nó không đảm bảo đấy thì nó gây đến cái hiện tượng mà viêm da tiếp xúc, thế và nhiễm trùng, thế và có thể là dẫn đến nhiễm
nhiễm trùng huyết. Kim mà người ta không thay đổi, có thể xăm từ người nó sang người kia, cũng có thể mắc một số các bệnh như là viêm gan B, thì không loại trừ được những cái bệnh thế kỷ như là HIV. Xăm hình nghệ thuật là dịch vụ mới phát triển, vì vậy các phòng chức năng của Sở Y tế cần tăng cường quản lý, không trông chờ các chủ cửa hàng xăm đến thông báo xin phép, mà nên xuống kiểm tra thực tế tại các cửa hàng xăm hình, xem có đảm bảo an toàn hay không, để tránh xảy ra các sự cố y khoa đáng tiếc như vụ sùi màu gà ở huyện Khoái Châu. Lê Đình Kiên sinh ngày 20 tháng 9 năm Tân Dậu 1621 tại làng Thiết Đinh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông mất năm 1704 tại Phố Hiến, thọ 84 tuổi. Sau đó, nhân dân đã đưa thi hài ông về quê nhà cải táng. Lê Đình Kiên thuộc đời thứ 9 dòng họ Lê. Ông sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Ông nội là Lê Huệ Lương, làm đô đốc phủ, tước bái Trạch Hầu. Bà nội là công chúa Lê Thị Xuân. Cha là Lê Huệ Hiếu, được phong là Đặng Tiến Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, vị tướng cao nhất có công giữ nước. Mẹ là Đặng Thị Thục. Trước thời điểm tướng quân Lê Đình Kiên làm trấn thủ Sơn Nam thì chiến tranh Trịnh Nguyễn liên miên, nhân dân đói khổ, loạn lạc khắp nơi. Từ trấn Sơn Nam trở ra đến vùng Đông Bắc bị giặc quấy phá nhiều nhất, trộm cướp nổi lên như rươi. Triều đình đã cử nhiều tướng tài, quan giỏi ra cai trị nhưng đều bất lực. Tướng quân Lê Đình Kiên xuất thân từ một cự tộc, một dòng họ tôn quý nhưng cha lại mất sớm. Khi đó thì tướng quân Lê Đình Kiên ở với mẹ và sau một thời gian thì được ông quan Tả Tướng Hờn tại vùng Tĩnh Gia Thanh Hóa nhận về nuôi rồi tiến cử vào cung. Sử sách hiện nay thì không còn ghi rõ tướng quân Lê Đình Kiên vào phục vụ trong cung từ khi nào. Nhưng đến năm Giáp Thìn 1664 thì tướng quân Lê Đình Kiên đã vâng lệnh triều đình về làm trấn thủ tại trấn Sơn Nam mà lị sở tại Phố Hiến. Và công lao to lớn nhất của tướng quân Lê Đình Kiên trong thời kỳ này đó là đã dẹp tan nạn giặc Tàu Ô, mở mang Phố Hiến. Ông đã được phong nhiều tước hàm quan trọng và sau khi mất thì đã được phong là Dực Báo Trung Hưng Đại Vương. Lê Đình Kiên được coi là người có tài năng thương mại nhất của nước ta thời bấy giờ. Nhờ ông mà chính sách triều đình thông thoáng thu hút được thương gia nước ngoài làm cho Phố Hiến sầm uất. Thời Lê Đình Kiên làm việc được ca tụng là thời thịnh trị, trong nhà dân ai cũng dư dật, ngoài đường không ai nhặt của rơi, kẻ buôn bán ngoài chợ cùng khách qua đường đi ban đêm không phải sợ, năm đồng nội chẳng lo. Người ta còn ghi lại việc xây dựng đền đài, kho tàng, cầu cống, đê điều, ông lo cho dân mệt nhọc nên đã đặt ra phép luân công và phép chữ dùng để đỡ của đỡ sức dân. Bình sinh khi cai trị, ông xem dân như con, xử việc công bằng. Khi bắt trộm cướp, ông sáng suốt trong việc kết án đầy đồ. Lúc xét kiện tụng, ông giữ đức ngay thẳng. Sách Kiến Văn Tiểu Lục có chép lại một chuyện Lê Đình Kiên vạch mặt một thương gia Trung Quốc. Khi tên này lập mưu cướp cô vợ xinh đẹp của một người phường trèo, phạt tên này tới 1.680 lạng bạc. Lê Đình Kiên nổi tiếng là người có tài xét kiện. Bọn trộm cướp truyền tin nhau không dám quấy phá khu vực ông cai quản. Nhiều kẻ có tội xin gặp ông để đầu thú và xin hứa trở về lương thiện. Việc kiện tụng nhờ đó cũng tinh giảm. Tướng quân Lê Đình Kiên không chỉ có tài về cai quản mà ông còn rất giỏi về thương nghiệp. Trong suốt 40 năm, từ năm 1664 đến năm 1704, khi ông ở trấn Sơn Nam thì người dân nơi đây luôn yên vui, no ấm. Và khi ông mất đi thì cả người Việt và người nước ngoài ngụ tại Phố Hiến đều dựng bia để ghi công của ông.
Hiện nay tại Phố Hiến còn lưu giữ được hai tấm bia, một tấm do người dân địa phương dựng vào năm 1727 và một tấm do trưởng tài Nam Hải Trần Đế Đào dựng vào năm 1723. Cả hai tấm bia thì nội dung cơ bản đều giống nhau, đều ghi nhận công lao to lớn của tướng quân Lê Đình Kiên và coi ông ngang như bậc trung thần nghĩa sĩ. Hai tấm bia hiện nằm trong khu doanh trại quân đội ở Phố Hiến. Một tấm bị vỡ, tấm bia dựng năm 1723 có đoạn: "Chúng tôi vượt bể sang Nam theo nghề buôn bán, tàu thuyền qua lại thường lấy Vạn Lai Triều làm bến, nên từ ngày buôn bán tới nay đã vài mươi năm, vui về nghề nghiệp, kẻ gần thì dùng, người xa thì tới, đều là nhờ anh Linh Vương, tức Đức Thái Bảo họ Lê, không biết bao giờ hết. Ngài yêu dân như con, có mẹo dẹp giặc, lại tiết kiệm trong việc chi dùng để đỡ tốn của dân. Tấm lòng yêu nước, trung vua của Ngài, dù em bé lên ba trong nước, cũng đều ca ngợi." Chính trị công bằng, hình phạt giảm bớt, già trẻ trai gái, ai cũng kính phục tấm lòng ông, cảm mến đức độ của ông như con hiếu với cha hiền. Lê Đình Kiên ổn định xã hội, dẹp giặc, trộm cướp không chỉ bằng pháp luật mà còn bằng cả tấm lòng bao dung, nhân ái. Những người dân trước đây vì đói kém, loạn lạc phải tha phương cầu thực, lưu tán các nơi. Ông cho tập trung lại, cho đất lập làng, tạo điều kiện làm ăn sinh sống. Những người Trung Hoa chạy loạn nhà Thanh sang ta, ông chiêu dụ lại, cất đất cho làm ăn, chiêu dân lập ra Phố Hiến, thành một thương cảng lớn, sánh với kinh đô Thăng Long bấy giờ. Ông cũng tập trung nhiều công sức xây dựng Phố Hiến, có các phường giống như ở Thăng Long, nên đương thời có câu: "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến." Ông còn động viên nhân dân trồng nhiều nhãn, một loại cây đặc sản của Hưng Yên. Bản thân ông cũng trồng, ở trước sở lỵ, nay vẫn còn một cây. Là người có tài về chính trị, quân sự, ngoại giao, ngoại thương nên ông được vua chúa trọng dụng, được thay mặt triều đình giao thiệp và cộng tác với các thương điếm ngoại quốc đến buôn bán ở Phố Hiến như Hà Lan, Anh, Pháp, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, vân vân. Năm 1704, ông mất, thọ 84 tuổi, nhân dân thương tiếc lập miếu thờ gọi là miếu Anh Linh Vương. Miếu này nay không còn. Những người làm chương trình đến thăm đền thờ Lê Đình Kiên tại thôn Thiết Đinh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trước cửa đền có ghi: "Đền thờ Đại Vương Lê Đình Kiên." Rồng là đề tài quen thuộc ở đền thờ Lê Đình Kiên, dù các đồ án chạm trổ ở đây có vạm vỡ khỏe mạnh hơn các đình khác, nhưng vẫn nằm trong các khuôn mẫu có sẵn. Tuy nhiên, khi chạm hoa sen, chim phượng, long hóa, trúc hóa, sóc leo cây, cò, cua, quấn quýt trong một bức chạm, ta mới thấy hết được tài năng của người thợ. Bên cạnh đó thì các đồ thờ ở đây lại khá phong phú và đặc biệt có giá trị. Đó là hai pho tượng phỗng bằng đá, tạo tác trên những đá nguyên khối được diễn tả sinh động và hài hòa có giá trị trong việc nghiên cứu về lịch sử và mỹ thuật. Lư hương đá 3 tầng, lư hương bằng đất nung, bàn thờ cổ, tất cả như góp phần tôn thêm giá trị của ngôi đền. Bốn cột treo bốn vế đối trên các tấm ván, nội dung ca ngợi công đức của Đại Vương, như việc cai trị công bằng liêm chính từ xưa, công tích đẹp đẽ đã ghi vào sử sách, đức lớn cho dân được nhờ cậy, người Trung Quốc và Việt Nam khắc tên sáng vào bia đá. Từ năm 1993, đền thờ Thái Bảo Đại Vương Lê Đình Kiên được ra quyết định công nhận là di tích lịch sử. Đến năm 1994, được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa, thì diện tích đã quy hoạch gồm đất thổ cư và ao. Trở lại Phố Hiến, Hưng Yên, xưa kia là lỵ sở của tướng quân Lê Đình Kiên, địa điểm ông làm ti hiến sát xưa, hiện là khu vực doanh trại quân đội. Hiện trong đó còn hai tấm bia,
nhà bia thì đã xuống cấp, quy mô lại khiêm tốn, chưa tương xứng với công trạng của ngài. Ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cũng đã lên phương án phục dựng đền thờ Lê Đình Kiên tại chính nơi ông đặt làm lỵ sở. Đền thờ ngài sẽ gắn liền với quần thể di tích phố Hiến, sẽ tạo ra cảnh quan đẹp trên đường phố Hiến với các di tích nổi tiếng như chùa Nễ Châu, Đông Đô Quảng Hội, Đình Hiến và chùa Hiến có cây nhãn tổ nổi tiếng quả to và thơm ngon. Hy vọng sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn của khách thập phương và đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân đối với công lao tạo dựng phố Hiến của tướng quân Lê Đình Kiên. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về danh nhân Lê Đình Kiên đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.